Xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư, chào mừng quý anh chị quay trở lại kênh Ichimoku Chuyển Phát cũng như là quay trở lại với video nhận định thị trường của em Lâm. Trước khi bước vào nội dung chính của ngày hôm nay, mọi người nhớ để lại cho em Lâm những lượt like, lượt đăng ký kênh cũng như thải giúp cho em Lâm những trái tim trong phần bình luận để tăng cái độ tương tác của video ha anh chị. Trước tiên thì em Lâm cũng xin đi sơ lược qua cái phiên giao dịch ngày 11 tháng 7 ha anh chị. Thì chỉ số VN-Index của chúng ta là kết phiên tại vùng 1283.8, giảm 2.14 điểm, tương đương với 0.17%. Là một cái phiên giao dịch anh chị có thể thấy rằng nó đi sideways trong cái có nhìn sơ thì thấy là thị trường chúng ta không có gì gọi là quá đặc biệt anh chị, chỉ giảm 2 điểm so với vùng tham chiếu thôi, nhưng cái biên độ dao động của thị trường chúng ta trong cái phiên ngày 11 tháng 7 anh chị có thể nào mà theo dõi thì sẽ thấy rõ rằng cái hưng phấn đầu phiên cũng như là cái áp lực vào cuối phiên anh chị. Đầu phiên thì thị trường của chúng ta là tăng lên cái vùng 1293 và sau đó là càng về cuối phiên sáng cũng như là đầu phiên chiều thì thị trường chúng ta đang giảm điểm từ từ về cái vùng 1286, sau đó là rung lắc và sau 2 giờ thị trường chúng ta có những cái biến động rất là mạnh anh chị, và cuối phiên là kết phiên tại vùng 1283.8, ngay cái vùng cuối cùng luôn. Trong phiên thì đâu đó thị trường chúng ta là về cái vùng, đúng anh chị, về ngay cái vùng thấp nhất trong cuối phiên luôn anh chị, kết phiên là cái vùng thấp nhất luôn, một cái phiên khá là áp lực đối với nhiều anh chị. 10 điểm thị trường lên 1293 thì đâu đó anh chị tăng 7, tăng thị trường chúng ta là 85, 86, tăng tầm khoảng 7 điểm. Thị trường khi mà tăng 7 điểm thì phiên sáng rất nhiều mã cổ phiếu xanh, kể cả là mid cap cũng như là các mã cổ phiếu vốn hóa lớn thì thị trường đều tăng hết anh chị, đều rất là tốt. Nhưng khi thị trường về lại vùng tham chiếu cũng như là quay trở lại giảm 2 điểm thì khá là nhiều mã cổ phiếu bắt đầu chuyển sang đỏ rồi anh chị, và đặc biệt là các mã cổ phiếu ở các cái vùng kênh trên, giống như là vùng các cái mã cổ phiếu mà đi nền anh chị, thì bắt đầu gặp áp lực chốt lời ngắn hạn. Thì giống như cái biểu đồ của em Lâm, cái thumbnail của em Lâm để ngoài là áp lực bán, thì hiện tại rất nhiều nhà đầu tư bắt đầu lo ngại là đã chốt lời các cái mã cổ phiếu mà nhà đầu tư mua ở vùng mã cổ phiếu khỏe, mua ở vùng biên trên và đã có lợi nhuận rồi. Một số nhà đầu tư sẽ chốt lời, một số nhà đầu tư sẽ bắt đầu là chốt 1/2, cũng như là một số nhà đầu tư thì khi mà gặp áp lực chốt lời từ các anh chị khác thì bắt đầu mã cổ phiếu nó có những cái vùng giảm điểm mà anh chị vào những cái vị thế nó chưa tốt, vào vị thế mà khi mà mã cổ phiếu đó vào những cái cây nổ anh chị thì vào, thì bây giờ là áp lực chốt thì đâu đó anh chị cũng có lỗ một ít anh chị, lỗ một ít anh chị, thì đâu đó anh chị cũng bắt buộc phải hạ tỷ trọng tại vì sợ. Một số anh chị sẽ hạ một ít anh chị thôi, còn những anh chị khác thì chưa vi phạm cắt lỗ, anh chị sẽ đều sẽ là gồng hết anh chị. Và chỉ số VN30 thì hôm nay ngày 11 tháng 7 thì anh chị cũng có thể thấy rằng là kết phiên tại vùng 1306.22, giảm 4.69 điểm, tương đương với 0.36%. Phái sinh thì kết phiên tại vùng 1305.7, giảm 4.3 điểm, tương đương với 0.33%. Phái sinh thì chỉ số về đúng cái vùng hỗ trợ trong khung ngày luôn anh chị. Và hiện tại thông tin hôm nay thì em Lâm có đọc báo thì cũng có thấy rằng được là CPI của Mỹ nó đang có một dấu hiệu rất là tốt anh chị, thấp hơn dự kiến. Thì có khả năng là trong phiên ngày mai thị trường chúng ta sẽ hưng phấn. Sáng nay thì thị trường chứng khoán cũng như là thị trường phái sinh của chúng ta mở một cái gap tăng rất là hưng phấn anh chị, nhưng sau đó nó quay về nó lấp lại cái gap luôn, đặc biệt là phái sinh sau khi lấp và cái gap lọc xuống luôn. Phái sinh thì đâu đó hôm nay là mở lên là lên 1.400 luôn anh chị, hưng phấn cực kỳ luôn. Nhiều anh chị nào mà nuôi hợp đồng long qua đêm thì sáng đúng ATO mở lên là hợp đồng là tăng tài khoản nhân mấy lần luôn, còn anh chị nào họ short là bắt đầu tài khoản giảm mấy lần, nhưng sau 5 phút thì bắt đầu có những cái dấu hiệu điều chỉnh và sau ATO thì nó điều chỉnh về khá là ổn định anh chị. Về biến động thị trường thì anh chị thấy là phiên hôm nay thì chúng ta có tổng cộng là 198 mã cổ phiếu tăng, 242 mã cổ phiếu giảm, 75 mã cổ phiếu giữ ở vùng tham chiếu. Nhìn chung thì thị trường chúng ta vẫn còn khá là ổn anh chị, rất là nhiều mã cổ phiếu vẫn còn giữ được sắc xanh. Đặc biệt là hôm nay nhóm ngành bất động sản là một nhóm ngành được dòng tiền ưu ái chuyển qua. Thì các cái phiên gần đây thì em Lâm thấy là thị trường xoay phiên nhau kéo thôi anh chị. Tuần trước thì dùng ngân hàng để kéo chỉ số cũng như là một số mã cổ phiếu là thuộc nhóm ngành vốn hóa lớn để giữ và kéo chỉ số nhanh. Hiện tại lên tới vùng này thì ngày hôm qua hôm kia thì bắt đầu là kéo phân bón anh chị, phân bón. Xong rồi hôm nay thì là kéo bất động sản phiên sáng, phiên chiều ở đâu đó bên nhóm ngành chứng khoán cũng được hưởng lợi một chút nhưng mà cũng không gọi là nhiều anh chị. Bất động sản thì khi mà kéo thị trường bất động sản lên thì đâu đó rất nhiều anh chị bắt đầu là chốt lời cũng như hạ tỷ trọng là chính, chốt lời em nghĩ rất là ít anh chị. Những cái mã cổ phiếu bất động sản nằm ở vùng kênh trên á, giống như KDH thì nó mới chốt lời được thôi, Nam Từ Liêm, Hà Đô Group này nọ thì mới chốt lời thôi.
Còn các mã cổ phiếu giống như là DIP, SEL thì nằm ở kênh dưới, đất xanh thì sẽ gặp áp lực và hạ thị trọng rất là nhiều. Còn các mã kênh trên thì tí em Lâm và anh chị sẽ cùng đi qua cái mã cổ phiếu đó xem sẽ như thế nào ha. Dòng tiền thì hiện tại là hôm nay kết phiên với một thanh khoản là 18.500 tỷ, một cái thanh khoản không phải là cao anh chị. Cái thanh khoản này thì hiện tại em Lâm thấy là dòng tiền mới chưa có, và dòng tiền nó cũng giống như cái phiên mà đầu tháng 6 anh chị, dòng tiền thay phiên kéo các cái nhóm ngành thôi chứ chưa có dòng tiền mới vô, và cứ mỗi ngày kéo một nhóm ngành là thay phiên nhau như vậy. Sau đó thì thị trường chúng ta là đợt phiên đầu đầu tháng 6 anh chị thì gặp áp lực bán khá là nhiều hơn so với lại cái vùng hiện tại. Hiện tại thì thị trường chúng ta là gặp áp lực bán chưa có nhiều, gọi là cũng như tương đối là khả quan. Anh chị có thể thấy các cái cột volume bán này nè anh chị, nó không nhiều so với lại cái nhịp đợt đầu tháng 6 anh chị thấy không, bán liên tiếp luôn, mặc dù thị số có tăng nhưng mà gặp áp lực bán rất là nhiều. Và khi lên tới cái vùng 1.306 thì bắt đầu là áp lực bán tiếp tục. Gần đây thì thị trường chúng ta có dòng tiền vô mặc dù chưa nhiều nhưng cũng gọi là khá là khả quan. Thị trường chúng ta thì hiện tại là hai phiên ngày hôm qua và hôm nay thì thị trường chúng ta đang gặp áp lực chốt lời khi mà thị trường kéo các cái mã cổ phiếu thuộc thuộc kênh trên. Thì khi mà kéo nhiều thì anh chị nào mà có lợi nhuận thì 5% thì anh chị đều sẽ chốt, và hầu như nhà đầu tư của chúng ta chỉ là đánh ngắn hạn thôi anh chị, rất ít anh chị nào nắm trung hạn cũng như là dài hạn. Thì khi ngắn hạn anh chị lời 7% 10%, anh chị nào mà lâu nhất là cũng nuôi 3 tuần thì nổ hai cây vôn lớn thì cũng anh chị cũng đâu bắt đầu là sẽ chốt hạ thị trọng, chứ cũng không nắm dịch lâu chỉ sợ thì thị trường nó sẽ điều chỉnh. Thì đó là lý do tại sao mà có hai cây đỏ vậy, và hiện tại hai cây đỏ về cũng gọi là tương đối không không xấu lắm anh chị, chỉ là áp lực của anh chị ngắn hạn thôi. Khi mà thị trường chúng ta trong một cái hiện tại cũng chỉ là đang trong cái xu hướng là sideways đi lên thôi, nhưng đâu đó vẫn có rủi ro là thị trường chúng ta sẽ bị điều chỉnh anh chị. Và trong quá trình mà tăng lên thì bây giờ là gặp những áp lực tăng nguyên một gần 2 tuần anh chị, đây từ ngày 1 tháng 7 cho đến ngày 9 tháng 7 gần 2 tuần lễ, thì lên đây chắc chắn là sẽ nhiều anh chị sẽ chốt lời rồi anh chị. Đặc biệt là các đợt trước kéo nhóm ngành ngân hàng cũng như là các cái mã cổ phiếu vốn hóa lớn thì khi lên tới đây thì nhiều anh chị sẽ chốt, như em Lâm cũng như là anh chị khác, anh chị đang xem video cũng sẽ chốt thôi. Cả tuần lễ tăng liên tục thì lên đây đủ rồi chốt thôi, sợ anh chị. Phiên giao dịch ngày 11 tháng 7 thì chúng ta có cái mã cổ phiếu mà có phần tác động tới chiều tích cực của thị trường thì có là VIC, HDB, NAB, HVN, Vinhome, SSI, KDH, Novaland. KDH ngày đợt phiên ngày 10 thì bắt đầu bán, hôm nay bắt đầu mua lại rồi anh chị. Tác động tới chiều tiêu cực thì có Vietcombank, Techcombank, Masan, FPT, VPBank, CTG, MBB, Vinamilk. Nước ngoài thì hôm nay là lại dấu hiệu rất là tốt anh chị. Ngày 11 tháng 7 khá là tốt anh chị, mua ròng 5 5 ngàn 5 5.69 tỷ anh chị. Rất là khả quan anh chị. Nếu mà nước ngoài tiếp tục những cái đà như vậy á thì em Lâm thấy là thị trường chúng ta sẽ tích cực hơn, nước ngoài ngưng bán rét và thị trường chúng ta sẽ có những cái dòng tiền cũng như là mượn được một phần tiền của nước ngoài để tham gia vào thị trường. Anh chị thấy là một phiên giao dịch với 18.500 tỷ nhưng nước ngoài đâu đó nó chiếm 5.000 tỷ, chúng ta là chiếm hơn 25% của thị trường chúng ta rồi anh chị. Nhiều quan điểm thì cho rằng nước ngoài bán ròng nó không ảnh hưởng, em thì không đồng quan điểm. Khi mà nước ngoài họ bỏ tiền họ mua vào chứng khoán Việt Nam thì khi dòng tiền vào cái nhóm ngành chứng khoán đã có mua thì họ cũng sẽ góp phần vào chỉ số của index nếu mà chỉ số tăng, và nếu họ bán liên tục thì họ cũng sẽ góp phần vào làm giảm chỉ số của chúng ta. Tại vì khi họ bán nhiều dòng tiền rút ra khỏi chứng khoán thì chắc chắn là phải có giảm rồi anh chị. Còn nếu nói không ảnh hưởng gì thì em không đồng tình hoàn toàn với quan điểm đó. Không ảnh hưởng, khi mà thị trường chúng ta khỏe, thị trường tăng thì nước ngoài bán ròng cả năm cũng chả sao hết anh chị. Nhưng thị trường chúng ta yếu mà nước ngoài bán nhiều thì nó lại là một cái khó khăn cho chúng ta nữa. Giống như anh chị đang mệt, anh chị vác thêm một cái cặp 10 kg, cái cặp 10 kg thì chắc chắn là nó không ảnh hưởng gì rồi anh chị vẫn bình thường. Nhưng nó nếu mà cái cặp 10 kg đó mà thay vì cặp thì là một cái khác nó đỡ anh chị lên, giống như là giảm cái trọng lượng thì anh chị sẽ nhẹ nhàng hơn, giống như thị trường chúng ta thôi. Nước ngoài bắt đầu mua ròng lại thì cái dòng tiền nước ngoài đổ vô giống như là giờ là hiện tại là khá là tốt anh chị, một dấu hiệu nữa là tốt, thì đó là một cái phần mà tích cực cho thị trường chúng ta. Tự doanh của phiên ngày 11 thì bắt đầu lại bán lại anh chị, bán tập trung vào HDB, rồi STB, SCHF, mua thì có Hòa Phát, ACB và VPBank. Các nhóm ngành nghề thì hôm nay chỉ có nhóm tài chính, nhóm viễn thông và y tế là có những cái sắc xanh nhẹ thôi anh chị. Bây giờ thì em Lâm cũng như anh chị là đi vô cái nhận định là thị trường của chúng ta ha anh chị, VN Index trong phiên ngày mai cũng như là cái ngày cuối cùng của tuần này.
tuần thứ hai của tháng 7 anh chị. Thì anh chị nào mà xem livestream thì anh chị chưa có người đồng hành, anh chị có thể liên lạc với em Lâm thông qua số điện thoại trên màn hình là 0903 088 113 để em Lâm có thể được hỗ trợ anh chị, cũng như là giúp anh chị mở một cái tài khoản SSI. Chỉ cần anh chị nạp tiền vô và có phát sinh giao dịch thôi, hoặc là khỏi phát sinh được 4 trên 100 triệu vào tài khoản, thì em Lâm có thể là mời anh chị vô tham gia một cái nhóm VIP để anh chị có thể nhận được các cái nhận định hàng ngày cũng như là mã cổ phiếu mua bán tiềm năng. Ngoài ra thì trên màn hình em Lâm có để một cái nhóm Zalo cộng đồng, thì nhóm này anh chị cũng có thể là mình tham gia không cần mở tài khoản gì, anh chị tham gia vào nhóm đó thì anh chị có thể là để lại các câu hỏi thắc mắc về mã cổ phiếu cũng như thị trường. Em Lâm và các cái anh em ATP khác sẽ hỗ trợ anh chị khi mà thấy được cái tin nhắn của mình. Ngoài ra thì trên màn hình em Lâm có để một cái logo là game anh chị, thì đó là một công ty tài chính góp phần nâng nhân năm sức mua của anh chị. Và ngoài ra thì game nó có một cái ưu điểm khác là phái sinh anh chị, chỉ cần 4 triệu ký quỹ thôi anh chị đã có một hợp đồng phái sinh, trong khi các sàn chứng khoán khác thì dao động khoảng 30 triệu mới được một hợp đồng phái sinh anh chị. Thì cái ưu điểm của nó là lợi thế về tài chính cũng như là phái sinh ký quỹ rẻ, thì anh chị không được gồng đối với phái sinh anh chị, gồng nó dễ cháy, 30 điểm là bị phọt margin rồi anh chị. Là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là về game á, thì khi mua bán trong ngày thì không phải chờ tiền anh chị, game họ sẽ ứng trước tiền cho anh chị để nếu anh chị cần anh chị rút ra luôn, chứ không phải là anh chị giống như các cái sàn chứng khoán là anh chị phải bán xong anh chị chờ tiền về. Riêng game thì khác, anh chị bán anh chị có thể rút được luôn. Thì em thông tin này em cũng mới hỏi bên game xong thì họ có cập nhật cho em. Ngoài ra thì ưu nhược điểm của cái game này là đường chuyển nó không được ổn định anh chị, khi tại vì thứ nhất là cái mua của nó nhân năm, thứ hai là cái hợp đồng phái sinh nó quá rẻ anh chị. Hợp đồng phái sinh anh chị có 100 triệu thì anh chị ở riêng với lại game này thì anh chị được 20 tầm 20 25 hợp đồng, tầm hai mươi mấy hợp đồng. Còn nếu 100 triệu bên sàn chứng khoán kia anh chị có đâu đó tầm được 4 hợp đồng anh chị. Còn bên đây nó nhân lên gần những gấp 5, 20 hợp đồng là 80 triệu, là thêm hai hợp đồng, 4 hợp đồng, 24 hợp đồng anh chị, nhân rất là nhiều. Nên khi mà các cái vùng giờ cao điểm giống như là buổi trưa anh chị, nhất là 2:15 gần ATC thì là thỉnh thoảng nó sẽ bị đơn chị, tại vì số lượng hợp đồng nhồi quá nhiều anh chị, nhồi mấy mấy ngàn hợp đồng, mấy chục ngàn hợp đồng vô nên app của nó không chịu được, tại vì app game họ cần phải lấy dữ liệu của anh chị đặt lên và họ chuyển qua bên sàn chứng khoán anh chị. Và riêng mỗi hợp đồng về phái sinh thì họ đều có hợp tác đầu tư với chúng ta là tầm khoảng 28 triệu, thì cái phần thiếu đó là họ sẽ hợp tác cùng chúng ta, còn chúng ta là ký quỹ 4 triệu đối với họ thôi, và họ sẽ là thay mặt chúng ta là đưa cái lệnh đó lên trên sàn chứng khoán, cộng thêm là có hợp tác nữa. Đi vô phần chính của chúng ta ngày hôm nay ha anh chị, thị trường thì cũng chỉ có hai kịch bản thôi. Kịch bản đầu tiên đó là thị trường chúng ta sẽ tiếp tục đi sideways trong vùng biên này, và trong 2 tiếng ngày mai nếu thị trường chúng ta giữ được trên cái vùng mà 1.282 thì trong khung 15 phút thì anh chị có thể thấy là cái biên của nó đang gọi là bóp rất là sát rồi anh chị. Trong 2 tiếng đồng hồ, một là thị trường chúng ta sẽ lấy lại được cái vùng 1.280, không mất 1.282 này anh chị, đây cái vùng này, thì thị trường của chúng ta rất rất là trong 2 tiếng sẽ vượt được cái vùng mà 1.287, quay về đi rung đắc trong cái vùng biên cái ô này của em Lâm là từ 1.287 cho đến cái vùng bạc 1.300. Thì càng lên cao thì áp lực bán nó là điều bình thường anh chị, ngày mai có khả năng là một cây xanh và sau đó gần cuối phiên lại tiếp tục, và trong tuần tới cũng vậy. Nhưng có một kịch bản nữa là kịch bản chiều đi xuống như mua tây nam đông vé anh chị, thị trường chúng ta không giữ được cái vùng 1.283 do áp lực hôm nay thì thị trường chúng ta sẽ bị giảm xuống, trước mắt là sẽ giảm xuống cái vùng 1.272 trước mắt anh chị, và hiện tại là cái vùng khách sạn trong khung ngày cũng như là hỗ trợ trong khung giờ thì cũng tương đối là ổn định anh chị, cũng không gọi là quá rủi ro. Và hiện tại trong khung 4 giờ nó cũng có một cái vùng khách sạn anh chị, 4 giờ thì mở luôn khách sạn rồi, thì khi về cái vùng này thì vẫn có cái lực đỡ 1272 cộng trừ, có thể là nó nhúng xuống 1270 hay 1269 anh chị và nó hồi lên lại. Thì trước mắt em Lâm chỉ có view được thị trường là về tới đây, khi mà về tới đây thì chúng ta cần phải xem coi thị trường giảm điểm về đây trong trường hợp kịch bản thứ hai anh chị là một cái vol lớn hay là một cái vol nhỏ. Thì nếu mà là những cái vùng nhỏ, áp lực bán nhỏ và giữ được cái vùng này thì chúng ta là cái vùng bắt đầu gom hàng ở đây anh chị. Còn nếu mà tiếp tục với những cái áp lực vùng lớn thì chúng ta cần phải xem diễn biến thị trường, xem coi thị trường chúng ta có khả năng là về lấp lại cái gap này không anh chị, 1.254. Kịch bản dưới đây thì nó không cao, nhưng mà em Long vẫn liệt kê ra để cho anh chị có thêm một cái góc nhìn nữa. Thị trường thì luôn đúng, chúng ta thì không thể nào mà chắc chắn được thị trường sẽ đi được theo ý chúng ta. Thì đó là ba kịch bản, còn nếu mà ngày mai tăng luôn thì em Long nghĩ là hơi khó.
Thứ nhất là dòng tiền phải vô nhiều, cũng có thể, nhưng mà em nghĩ là hai kịch bản đó, kịch bản lên luôn và kịch bản xuống mạnh xuống đây thì chưa. Em Tuấn chỉ thấy hai kịch bản hiện tại là nó khả quan nhất thôi. Kịch bản đầu tiên á, khi mà thị trường chúng ta mà rung lắc tăng á, anh chị nào mà có lãi thì cũng tiếp tục gồng lãi thôi, đối với những mã cổ phiếu tốt rung lắc trên đây thôi, canh mà hạ trước 1/2 anh chị, hạ trước 1/2, nếu mà anh chị có lãi cũng tương đối rồi, 5% 7% thì hạ trước 1/2, tiền lời vô túi cho nó an tâm, tâm lý nó cũng nhẹ nhàng hơn anh chị. Sau đó 1/2 còn lại anh chị tiếp tục gồng lãi cũng như là chặn chặn lãi cao lên, giống như anh chị giờ lời 7% hạ 1/2 tiếp tục, nếu mà tăng nữa thì không sao, nếu mà giảm lại còn chỉ có lời 5% hoặc là 6% thì anh chị chốt 1/2 còn lại thì nó an toàn hơn. Và vùng này thì em cũng không khuyến nghị anh chị mua, tại vì riêng quan điểm của em thì vùng này mua thì cũng cũng vẫn còn rủi ro, vì theo biểu đồ thì em thấy thị trường chúng ta đang có những dấu hiệu khá là nguy hiểm. Mua ở đây thì anh chị phải chấp nhận là hàng về, một là anh chị sẽ lời trong, anh chị chắc chắn là có khả năng là sẽ lời trong phiên luôn nha anh chị, nhưng hàng về một là anh chị có lời, hai nếu mà anh chị mua đúng những cái mã cổ phiếu mà nó đi ngược thị trường cũng như là khỏe, hiện tại thì em Lâm sẽ đi sơ lược qua một số mã cổ phiếu nó có mô hình làm giống như con DTD rồi Hà Đô rồi BC1 để anh chị thấy được. Thì khi vậy nó tích lũy, mà khi tích lũy như vậy thị trường mà điều chỉnh xuống 1272 thì tất cả các mã cổ phiếu nó sẽ điều chỉnh về cái vùng mua hiện tại, nên không cần anh chị phải vội vàng để mua anh chị. Anh chị nào mà vô sớm ăn được sớm thì cái này là anh chị đó may mắn, thì hoặc là anh chị đó hay giỏi thì cái này là số ít anh chị, rất là hiếm. Còn hầu như 100 người thì không biết được một người không, em nói thiệt. 100 anh chị nhà đầu tư tham gia mà mua đánh những chiến lược mà rủi ro vậy thì em sợ là không tới một một người đâu anh chị. 1.000 người thì may ra có một anh chị đầu tư thành công theo chiến lược mua rệt vô nhanh ra nhanh. Còn lại thì khi mà kịch bản thứ hai mất 1272 thì chúng ta cũng về trung hạn cũng như là ngắn hạn anh chị, ngắn hạn là chốt hết anh chị, lỗ cũng chốt khi mà có dấu hiệu nó về nó mất 1282 mà nó đâm thẳng xuống, đâm sâu xuống anh chị, thì anh chị nên cắt 1282 anh chị lưu ý. Mất 1282 thì mình là ngắn hạn thì mình chốt hết anh chị, còn trung hạn thì mình hạ tỷ trọng thôi, hạ tỷ trọng 30% 50% tùy vào anh chị thôi, chiến lược của mình nữa. Và khi xuống những cái vùng sâu thì khi anh chị hạ tỷ trọng rồi anh chị sẽ có cái phần tiền để mình tham gia lại khi mà về các cái vùng 1270, 1272 anh chị. Đó là hai kịch bản mà em Lâm có thể là view được tới thời điểm hiện tại, và em Lâm cũng thấy là nó hợp lý. Ngày mai cũng có khả năng là thị trường chúng ta sẽ mở một cái gap tăng anh chị. Hôm nay thì CPI Mỹ cũng rất là khả quan, chờ Dow Jones thôi. Dow Jones thì bắt đầu sáng ngày 12. Video này mặc dù em Lâm đăng vào 7 giờ sáng ngày 12 nhưng mà em làm vào tối ngày 11 anh chị, nên Dow Jones này em cũng chưa cập nhật được tình hình. DXY thì cũng đang giảm rất là sâu rồi anh chị, nên khả năng ngày mai tiếp tục là một cái pha mở gap mà hồi, nhưng mà sáng hồi có khả năng chiều sẽ giảm nha anh chị, giống như sáng phiên ngày 11 tháng 7, sáng chúng ta mở một cái gap tăng, sau đó cuối phiên giảm ngược lại 2 điểm anh chị. Đây, một số mã cổ phiếu mà em Lâm có thể chia sẻ anh chị có thể là mình theo dõi, cũng chỉ có những cái mã cổ phiếu này thôi. Mã cổ phiếu mới thì em Lâm không thấy, chưa thấy mấy mã cổ phiếu này vẫn di chuyển, anh chị có thể thấy khi mà lên càng gần các cái vùng đỉnh cũ 66 thì DigiWorld nó đang tạo áp lực anh chị. Đây là một cái cây chốt lời phiên ngày hôm qua, thì hôm nay bắt đầu nhà đầu tư khi chốt một cây về rất nhiều, một số anh chị nó bắt đầu tiếp tục tham gia vô mua lại, thì thấy nó chiết khấu cũng khá là nhiều anh chị, cũng một cây này cũng 3%, anh chị nghĩ là nó sẽ có khả năng tiếp tục là vô và vượt lên đây anh chị. Và những cái cây vậy cũng có thể coi là cái cây rượu để thu hút thêm dòng tiền để đủ lực để vượt lại cái vùng đỉnh cũ này là vùng 66 anh chị, nhưng cũng có khả năng là nó lên tới đây và nó sẽ thất bại, tại vì thị trường chúng ta chưa phải là một cái xu hướng khỏe tăng khỏe, thì 10 mã break vượt đỉnh trong giai đoạn này thì nó vẫn có xác suất thành công là 2 mã cổ phiếu, nhưng mà còn lại thì cũng khá rủi ro nhiều. Thì giống như em Lâm nói, thị trường vẫn còn nhiều rủi ro thì mã cổ phiếu giống như mô hình vậy, nó có chạy chăng nữa khi thị trường điều chỉnh tất cả mã cổ phiếu, anh chị để ý em Lâm giới thiệu sau, thì bắt đầu trong khung ngày nó đều sẽ mở một cái vùng khách sạn và sắp tới nó có một cái vùng mây mỏng giống như vậy, thì anh chị để ý sẽ thấy các cái mã cổ phiếu sau nó na ná như vậy, tại vì chỉ số chung của nhóm ngành midcap thì nó đều như vậy anh chị. Một số mã vốn hóa lớn thì nó đang gặp áp lực từ hôm qua rồi, nó hút về đây. Thì khi mà thị trường điều chỉnh về 1272 nếu mà có điều chỉnh anh chị, còn nếu không thị trường chúng ta tăng thì chúng ta sẽ theo theo sau anh chị. Hiện tại thị trường chưa tăng được mà anh chị, thị trường vẫn có khả năng kéo lớn lên 1306, thậm chí là 1313, và sau đó sẽ có những cái cú điều chỉnh nếu dòng tiền chưa tham gia nhiều, dòng tiền lớn chưa có, nhóm ngành dẫn dắt chưa xuất hiện, thì hiện tại là chúng ta sẽ có khả năng sẽ bị điều chỉnh xuống, mà khi lên càng cao thì té càng đau anh chị. Thị trường thì không cần nhất thiết là phải một tháng anh chị giao dịch 2-3 lần,
thì thật sự là em, còn anh chị nào mà chấp nhận mua ở đây thì vẫn chấp nhận cái sự rủi ro, và nếu tham gia thì em Lâm chỉ có khuyến nghị anh chị mua với mức là 30 50%, khi mà nó vượt những vùng đỉnh này anh chị gia tăng sau thì không có gì phải là vội vã. Nếu anh chị nào mà chấp nhận mua và chịu rủi ro anh chị thì em Lâm có thể khuyến nghị anh chị là mua 30%. Còn riêng quan điểm của em Lâm thì em Lâm cũng không có khuyến nghị anh chị mua, vẫn ôm tiền. Nhưng mà mặc dù biết như vậy nhiều anh chị vẫn muốn mua thì em vẫn có khuyến nghị được cái điểm mua của nó. Về tới đây thì có khả năng là nó sẽ không về tới thị trường điều chỉnh, thì là cái vùng mua đẹp nhất vẫn là cái vùng dưới đây. Kêu khó, không có gì khó nên chị. Thị trường điều chỉnh đâu phải điều chỉnh một cây là nó ngưng đâu anh chị. Chị thấy không? Nó đã từng về đây rất nhiều lần rồi anh chị, gần đây nhất 1 2 3 4. Cứ về gần đây anh chị tham gia được chứ không cần nhất thiết là về đúng cái vùng 61 này. Còn anh chị nào ở đây thì nếu mà có hàng rồi thì tiếp tục chờ những cái cây break thôi anh chị. Còn mở mua mới thì em không khuyến nghị. Ngày mai thì sẽ có một số anh chị hàng mới về vào chiều thứ sáu. Nếu ngày mai thị trường phiên sáng tăng á thì anh chị cũng không đu mua FOMO theo anh chị. Còn nếu mà chiều mà hàng về mà có lời thì anh chị cũng cân nhắc là mình hạ trước 1/2, tránh trường hợp thị trường nó điều chỉnh đột ngột thì chúng ta không chờ được. Tại những cây này sáng nó cũng tăng xong sau đó chiều nó lại giảm xuống này anh chị, nên anh chị cũng cân nhắc anh chị. Hòa Phát anh chị thấy không, nó cũng nhận, nhưng mà Hòa Phát thì nó chưa nổ, đang đi tích lũy cái vùng đỉnh nó cũng ngay đây luôn anh chị. Và Hòa Phát thì cái đường chỉ hướng của nó em thấy nó đang khá là rủi ro, nó đang gọi là rất là mong manh anh chị. Có khả năng Hòa Phát nếu mà thị trường điều chỉnh nó sẽ về cái vùng 28, thậm chí là cái vùng nền dưới đây luôn, nên đối với anh chị nào cần thì cân nhắc khi mà về dưới đây thôi. SMC mã cổ phiếu này khỏe, em cũng sẽ nếu mà điều chỉnh về thì em mới tham gia sau khi điều chỉnh từ vùng 17 này anh chị, hoặc là vùng 15, tùy vào lúc đó thị trường điều chỉnh mã cổ phiếu này nó về tới cái vùng nào. Một cái mã nhóm ngành thép chuyên về phân phối anh chị. Hoa Sen thì hôm nay gặp áp lực bán chốt lời anh chị, khi mà vượt đỉnh anh chị, đây nền vượt lên được cái vùng đỉnh thì khi lên tới đây thì chắc chắn là nhiều anh chị nhà đầu tư sẽ chốt lời anh chị. Và khi chốt lời một cây nhiều như vậy, sang ngày hôm sau có tăng lên nữa thì tiếp tục các nhà đầu tư anh chị khác nắm những cái vùng dưới đây cũng như là ở đây thì lên đây anh chị lại tiếp tục chốt lời. Tại vì Hoa Sen thì gọi là đu đỉnh thì em không nghĩ là rất ít anh chị nào mà đu cái cây mà nó nổ kiểu này, nếu mà có đu thì nó sẽ ít hơn là cái phần đông anh chị nắm hàng ở dưới đây, nên khi lên đây là sẽ tiếp tục gặp những áp lực chốt lời. Ngày mai có khả năng là Hoa Sen sẽ tiếp tục là có anh chị khác nhào vô, tại vì anh chị thấy là chiết khấu cái vùng này là cũng 6% rồi anh chị, sẽ nhiều anh chị vô bắt được Hoa Sen ở vùng này. Nhưng mà bắt Hoa Sen ở vùng này được nhưng nó cũng vẫn có rủi ro nha anh chị. Vùng này thì anh chị chỉ tham gia 30% thôi nếu đã bắt Hoa Sen. Hoa Sen mà vùng đẹp nhất là 23.5, 23.5 xuống 22.5 thì cái vùng đó 24 cũng được, Hoa Sen 24 anh chị bắt cũng được. Nhưng mà bắt vùng này thì nhớ chừa cho anh chị, nhớ chừa đường cho mình lui khi mà thị trường rung lắc xuống dưới mà anh chị còn tiền, tránh all in hay là mượn margin ngay phần vùng này nha anh chị, dễ rất là mệt mỏi. Hoa Sen thì anh chị ngày mai anh chị có thể mở, không ngày ngày hôm nay 12, ngày 12 tháng 7 anh chị có thể làm tiến hành mở mua 30% nếu mà có những cái giai đoạn như vậy. Nam Long cũng y chang vậy anh chị, gặp những áp lực chốt lời, cứ lên tới đây nổ lên gần vùng đỉnh cũ thì chắc chắn sẽ gặp áp lực chốt lời thôi anh chị. Cái vùng nền này rất nhiều anh chị đang cầm mà, cũng như là anh chị dưới đây khi lên đây thì chắc chắn sẽ gặp là áp lực bán xuống thôi anh chị. Nam Long thì em vẫn chờ dưới đây. Sau khi điều chỉnh tất cả các mã cổ phiếu em khuyến nghị anh chị đều sau chờ sau khi điều chỉnh. KDH hôm nay có những cái cây mà vượt đỉnh, em đợt ngày 9 là em cũng làm video. Sáng hôm ngày 11 cũng làm video, em cũng khuyến nghị các mã này anh chị mua thứ tư anh chị mua ngày 9 là thứ sáu hàng về, vẫn phải chấp nhận rủi ro. Nếu anh chị chấp nhận được sẽ ăn anh chị thấy không? Các cái mã nổ thì chỉ có KDH ngày mai về, nếu mà ngày mai tiếp tục tăng nữa thì anh chị ăn được cây lớn nữa thì mua từ phiên ngày thứ tư ngày 9 tháng 7 anh chị có thể coi lại video em Lâm có khuyến nghị các bạn này mua chấp nhận rủi ro, nhưng em Lâm vẫn không mua cái này ha. Cái trạng thái của KDH nó vẫn còn tăng được nha anh chị, ngày mai vẫn còn tăng được, nhưng mà khi lên tới đây thì em nghĩ sẽ tiếp tục gặp áp lực chốt lời anh chị, còn tăng cao nữa thì hơi khó, vẫn có thể tăng được. Còn KDH thì em không tham gia vùng này, em vẫn chờ sau khi thị trường điều chỉnh thì em tham gia, chứ em không thể tham gia vậy. Anh chị nào mà bắt từ cái phiên cuối tháng 6 anh chị, gần cuối tháng 6 lên tới đây là cũng từ mấy phần trăm rồi. Em thì chờ nó chiết khấu xuống em mới tham gia tất cả các mã cổ phiếu luôn. Nam Kim cũng vậy, khi lên đến nơi là nhóm ngành thép thì khi mà tăng đợt vừa rồi chị kéo 2-3 phiên rồi, 2-3 ngày em chị bắt đầu lên đây là gặp áp lực chốt lời. Nam Kim thì phải chờ về các cái vùng dưới đây mua nó mới ổn anh chị. BC1, BC1 thì cái vùng đỉnh cũ nó đây nè anh chị, cái vùng mà 30 31 đây, thì BC1 đang vượt qua cái vùng đỉnh và test lại cái vùng đỉnh cũ.
Nếu mà test lại một rút chân rất là đẹp nha anh chị, BC1 khả năng là ngày mai tiếp tục tăng. Nhưng mà thị trường điều chỉnh thì có khả năng nó lại quay về những cái vùng dưới đây. Nếu mà thị trường chúng ta có những cái nhịp điều chỉnh, thị trường điều chỉnh thì rất ít mã cổ phiếu mà giữ được cái vùng cũng như tăng. Thì BC1 vẫn có khả năng là khi thị trường điều chỉnh nó vẫn giữ được cái vùng trên đây ha anh chị. Hoặc đôi khi nó chỉ rung lắc trong đây thôi. Vẫn có khả năng nha anh chị, nhưng mà trạng thái tăng của BC1 thì không còn nhiều. Hiện tại thì tình trạng hai kiếm bắt đầu là chập lại nhưng mà đang chạy ngang rồi anh chị, đang hình thành xu thế làm khách sạn có thể hút về lại vùng 29.9 như đây. Thậm chí thị trường rung lắc thì chúng ta cũng chưa biết được, nên theo em thì vẫn nên chờ. Còn anh chị nào mua BC1 thì không còn cái điểm mua đâu anh chị. Còn các mã khác thì anh chị còn được BC1 chỉ săn những cái vùng ở dưới đây nè anh chị, cây nó nổ lên. Thứ sáu ngày hôm nay, ngày cuối cùng ngày 12 cũng như là tuần sau, em Lâm vẫn nhận định nó nằm trong cái vùng rủi ro từ chiều thứ ba tuần này cho đến hết thứ tư tuần sau. Thậm chí đến thứ sáu luôn nha anh chị, thị trường vẫn rủi ro. Tại vì chưa có dòng gì thì nhiều một cái đi tích lũy quanh cái vùng trên đó, nó khá là gần mấy cái vùng đó. Đạm Cà Mau cũng vậy anh chị. Đạm Cà Mau anh chị thấy không? Nổ một cây lên. Đạm Cà Mau là không có vùng đỉnh cũ luôn nha anh chị. Tăng lên. Tăng hưng phấn lên xong giảm và hôm nay giảm lại nữa. Anh chị mua đúng cây á, thì anh chị ăn được này anh chị. Nếu anh chị mua ngày phiên ngày 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 5 này, 5 6 7 ăn được cây này, lên đây ăn. Còn anh chị nào mà mua ngày hôm nay, ngày hôm qua là đâu đó lại lỗ, ngày mai chưa biết, hàng về có khả năng lỗ tiếp. Đó là em nói là tham gia những cái mã cổ phiếu này, tham gia ngay cái cây nổ này luôn này anh chị, hàng về là giảm. Tại vì một số người á, họ họ gian họ cái điểm nổ như vậy trong phân tích phương Tây, có một số bạn thì cái điểm này là cái điểm gia tăng, nhưng mà gia tăng nó sẽ fail. Đây fail là hậu quả khi hàng về là xuống đây, lỗ không nhiều anh chị, nhưng mà nó cần đi tích lũy đi nữa trước khi nó tăng thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng nếu thị trường điều chỉnh thì nó sẽ có khả năng lại xuống lại cái vùng dưới đây. Cái này chúng ta cũng không biết được anh chị. Nó có khả năng là nhúng về tới đây và rút lên nếu mà mã cổ phiếu này khỏe. Thì các mã cổ phiếu em Lâm chia sẻ thì là em Lâm đánh giá là nó khỏe anh chị. Anh chị có thể để trong danh sách theo dõi nếu mà thị trường điều chỉnh, anh chị có thể là mình tham gia. Đạm Phú Mỹ cũng vậy anh chị. Đạm Phú Mỹ nó cũng nó yếu hơn đạm Cà Mau nhiều anh chị, lên tới đây gần vùng đỉnh cũ thôi là nó xuống, nó vượt không thành công. Đạm Cà Mau thì vượt thành công, đạm Phú Mỹ không. DBC. Đây DBC có những cây anh chị mua cây này nè anh chị, vượt lên và nó vượt gần lên vùng đỉnh, gặp áp lực bán. Hôm nay là bán xuống 34 luôn. Hôm qua có anh chị hỏi em là vùng 30, cái vùng 36 có nên không, thì em nói là anh chị có thể là sợ, tâm lý sợ thì hạ 1/2, 1/2 còn lại chờ Dabaco nó tăng. Còn nếu mà một ăn hay thua thì anh chị chờ, chờ Dabaco thì nó phải mất cái vùng dưới đây là 33 chấm dưới đây thì mình mới cắt lỗ. Đến vùng 30 lâu là 36 cũng phải là gần 36 7%, 7% phải lên đây, mất cái vùng 33.5 này. Dabaco cái vùng mua nó là 33.5, 34 là cái vùng vùng mua, nên khi về đây là bắt buộc anh chị phải tham gia, chứ về đây cắt thì lại uổng anh chị. Anh chị thấy không? Đó là anh chị mua những cái cây này, hàng về anh chị vẫn lời, thậm chí lời được cân này. Còn nếu mà nó vừa vượt đỉnh anh chị mua ngay ngay cây rác này anh chị. Điểm tham gia mua cây này, cây ngày 9 tháng 10 hàng về rớt, ngày mai có khả năng là tiếp tục, hôm nay đóng một cái nến về rất là xấu nha anh chị. Có nghĩa là bị áp lực bán nguyên một phiên, ngày mai có khả năng là nó sẽ nhúng về tới cái vùng 33.5 luôn. Thì về đây anh chị có thể là mình mua thăm dò 30% anh chị. Dabaco. BSR cũng vậy, BSR thì nó cũng tương đối là còn khỏe, nó chưa gặp nhiều áp lực bán anh chị. Nha thì tăng rất đẹp, bắt đầu bán lại cây có rút chân nhẹ, nhưng mà nha em nghĩ là có khả năng nó sẽ bị điều chỉnh xuống tiếp, tiếp cận vùng đỉnh cũ là bị áp lực bán lên anh chị. Hà Đô Group cũng vậy, lên gần vùng đỉnh cũ là gặp áp lực. Anh chị nào mua những cái cây cây ngày 9 này, ngày 8, ngày 9 này, anh chị mua hàng về thì có khả năng có lời hoặc không. Mô hình nó cũng giống vậy, mã cổ phiếu khỏe. Em thì em vẫn chưa, em vẫn chờ thôi. Bên chứng khoán thì có MBS, MBS đang gọi là tiếp cận các vùng đỉnh anh chị. Tích lũy MBS thì đợt trước phiên ngày 9 đây. Em có nói là cây này anh chị mua thì anh chị chấp nhận rủi ro, thì hàng về có lời. Hàng về có mã cổ phiếu có lời, có mã cổ phiếu không có lời. Nhưng anh chị em vẫn nói ngay đầu video 80% là không thành công, 20% là sẽ thành công, 80% còn lại thì thành danh anh chị, tiếp tục tích lũy thôi. VDS cũng là hai mã cổ phiếu trong nhóm ngành bất động, trong nhóm ngành chứng khoán là khá là tốt. Anh chị chờ những cái nhịp điều chỉnh
BDS thì em lâm cho cắt từ cái vùng, cho anh chị chốt lời từ vùng 22.3 trên đây rồi, mua từ dưới vùng nền 20.5, 20.5 ở đây, lên tới đây anh lâm chốt đủ mục tiêu rồi anh chị. Thì đó là một số mã cổ phiếu mà em Lâm có thể chia sẻ cho anh chị. Hy vọng là cái video này mang lại nhiều thông tin hữu ích cũng như là nhiều mã cổ phiếu mà anh chị có thể để trong danh sách theo dõi của mình ha anh chị. Quan điểm của em Lâm thì em Lâm vẫn chờ thị trường chúng ta điều chỉnh thì em Lâm mới tham gia, hoặc là nó quay vô sóng, thị trường bước vô sóng thì em Lâm tham gia lên tàu muộn hơn mọi người thôi. Thì mọi người lời 20%, 15%, em chỉ cần 7% thôi nhưng mà nó an toàn anh chị. 7%. Nhưng mà nếu mà thị trường rung lắc thì em lại gom vào được cái giá tốt và sau này lợi nhuận thì em sẽ lợi nhuận nhiều hơn. Còn anh chị lên tàu sớm thì một là anh chị lời nhiều, hai là anh chị cũng sẽ gặp được vấn đề là lỗ nhiều. Và cái mặt bằng thứ hai thì nó khá là nhiều, cái gì cũng nhiều với anh chị. Còn em thì nó có một vé ít, một vé nhiều. Vé nhiều là khi thị trường điều chỉnh em bắt ngay từ vùng đáy lên thì chắc chắn em sẽ lời nhiều hơn rồi. Còn nếu mà thị trường chạy luôn thì em tham gia tàu rẻ thì em ăn ít lại. Đường nào nó cũng an toàn, thì đó là góc nhìn riêng của em Lâm thôi anh chị. Thì hy vọng anh chị cảm thấy hữu ích thì anh chị quay lại ủng hộ em Lâm bằng những cái nút like, nút đăng ký kênh hoặc là nhắn tin cho em Lâm, ủng hộ em Lâm bằng tài khoản SSI cũng như là em Lâm có dịp đồng hành cùng anh chị trong các phiên giao dịch sắp tới anh chị. Và mỗi sáng thì em Lâm đều livestream trong các phiên giao dịch anh chị, từ thứ hai đến thứ sáu thì sẽ livestream về phái sinh trên kênh Ichimoku Chuyển Phát và kênh Ichimoku Việt Nam, thì hai kênh sẽ song song phát với nhau, thì em cũng như là Hải sẽ livestream trên hai kênh tập trung vào chủ đề chính là phái sinh nhưng mà sẽ vẫn đan xen về cơ sở cũng như nhận định thị trường xem coi thị trường sẽ như thế nào. Anh chị có những cái mã cổ phiếu nào anh chị cũng có thể hỏi trong cái buổi livestream đó, không chỉ ngoài phái sinh, anh chị tổng 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 hợp hết nhưng mà tập trung vào phái sinh, tại phái sinh nó khá là nhiều anh chị, biến động nó nhanh hơn. Thì cảm ơn anh chị đã xem hết cái video ngày hôm nay, chúc anh chị có một buổi sáng vui vẻ cũng như là một phiên giao dịch thành công. Chào tạm biệt anh chị.